Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Chị Loan đi mua đồ rất là nhiều luôn cả nhà. Chị Loan mua bông rất là nhiều ha. Cô chú anh chị ơi, chị Loan thì mới đi ra ngoài để mua bông, mua hoa, mua trái cây để lên dâng lên bàn thờ của Bác Năm. À, quý cô chú anh chị, chị Loan nói là khoảng 3 ngày là chị Loan đi mua một lần để thay bông mới. À, quý cô chú anh chị. Trời thì đang rất là nắng ha cả nhà. Shop chị Hồng Loan thì vẫn mở cửa bán bình thường ha cô chú anh chị. Tất cả các ngày trong tuần luôn. Cô chú anh chị yêu thương chị Hồng Loan hãy đến shop của Hồng Loan cả nhà. Số điện thoại rất là dễ nhớ nha, 0819581987 ha cả nhà. Hồi nãy thì em cũng có vào để mua ủng hộ cho chị Hồng Loan. Thì cô chú anh chị mình nếu mà mua không được á thì có thể lấy cái số điện thoại của em á ở đầu cái video đó, cả nhà mình Zalo ha, nhắn Zalo rồi để em mua, rồi sau đó em cho địa chỉ rồi em gửi về, em nói chị Loan gửi về luôn cũng được thôi cả nhà. Nếu mà điện cho chị Loan không được ha cô chú anh chị ha. Đây, có mấy anh đây tới tìm địa chỉ nhà của ai đây. Phía bên kia thì cô bán bánh ướt giờ này vẫn còn ha cô chú anh chị, vẫn bán đều đều hàng ngày. Ở chỗ đó thì được để một bàn ha cả nhà, bàn bánh ướt, bàn để cho khách đến ngồi ăn bánh ướt á. Chị Hồng Loan cũng cho để chỗ đó cô chú anh chị. Trời thì đang rất là nắng ha. Cái cô đây thì đi vào để ủng hộ chị Hồng Loan nè. Cũng gần sắp tới ngày của đầy tháng bé của Bill ha cả nhà ha. Không biết là hôm nay ai sẽ đến nhà chị Hồng Loan đây. Theo như em dự đoán thì có thể là chị Ni. Có thể là chị Ni đến nhà của chị Hồng Loan với lại chị Phương Lê cả nhà. Tối hôm qua thì có chị Bình Tinh, chị Ba Bình Tinh với lại anh Hai Vũ Lưng đến rất là muộn ha, đến để nói chuyện tâm sự với vợ chồng chị Hồng Loan cũng như là chị Hồng Loan và anh Hải ha cả nhà. Hồi nãy vào bên trong shop chị Hồng Loan bán rất là nhiều đồ luôn, bán rất là nhiều đồ của chú chị. Hình như là hồi nãy em có vào bên trong em thấy có một anh trai mới, em thấy mới, rất là mới, rất là lạ, không biết là em gặp lần đầu tiên luôn.
cũng vào ngồi máy tính để làm việc hay cả nhà, thì check in đơn hàng hay sao á. Em thấy anh trai rất là mới. Hồi sáng thì anh có đi tới mà em cứ tưởng anh là vào để mua hàng không ạ. Nhưng mà anh em thấy ngồi vào máy tính để phụ chị Hồng Loan bán hàng cả nhà. Không biết có bà con hay là chỉ là nhân viên thôi. Để khi nào có thông tin chính xác, thật sự chính xác thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Ở ngoài kia, ngoài đường Phan Đăng Lưu thì xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại ha. Ở shop Hồng chị Hồng Loan thì cũng tấp nập luôn. Sáng giờ thì cũng có mấy đơn hàng nhập vào rồi. Đơn hàng nhập ra thì bà con cô bác của mình cứ thông thả nha. Từ từ trong vòng 1 đến 2 ngày thì sẽ có hàng nha cả nhà. Sẽ được đóng gói cẩn thận gửi đến tay bà con cô bác. Cô chú anh chị mà yêu thương chị Hồng Loan, ăn thấy ngon thì nhớ ghé ủng hộ chị Hồng Loan và giới thiệu cho chị Hồng Loan bán hàng nha cô chú anh chị. Chị Hồng Loan sẽ bán hàng trên những cái ứng dụng như là YouTube nè, Facebook nè và TikTok nè cả nhà. Đó, trên cái tab cộng đồng trên kênh của Tài 66 Vlog có một cái mã web đó, mã QR đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mở TikTok lên rồi có ứng dụng chỗ web mea bên QR đó, bên cái góc tay phải của chú anh chị và quét cái mã code đó của em thôi. Tải một là tải hay là web trực tiếp luôn cũng được nữa. Thì sẽ ra cái TikTok chính chủ của chị Hồng Loan ha quý cô chú anh chị và các bạn. Còn YouTube của chị Hồng Loan thì cô chú anh chị mình tìm cái chỗ tìm trên nút tìm của YouTube ha. Thì cô chú anh chị mình gõ chữ A cộng đầu tiên. A cộng ra người võ Hồng Loan official là sẽ ra nha quý cô chú anh chị. Cô đó đang lấy tiền để vào trả tiền hàng nha cả nhà. Một ủng hộ chị Hồng Loan để trả tiền hàng nha cô chú anh chị. Cả nhà mình yêu thương thì vào bên đó để đăng ký ha, đăng ký YouTube cho chị Hồng Loan, TikTok nè, follow ha cả nhà, thả tim, like, chia sẻ ha cả nhà. Và cũng như tất cả các anh em YouTube ở đây, cô chú anh chị mình cùng yêu thương thì cho mọi người một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Sẽ anh em ở đây sẽ chia sẻ những thông tin gửi đến quý bà con cô bác gần xa để biết được thông tin của nhà chị Hồng Loan ha cả nhà. Trời hôm nay có vẻ là khá là nắng ha. Hôm qua thì giờ này là trời bắt đầu chuyển mưa rồi, nhưng mà không có mưa. Mỗi lần nhìn lên trời cái là ách xì à, ngộ ta. Một cái hiện tượng lạ, mỗi lần nhìn lên trời mà có ánh nắng chói vô là ách xì ha. Mấy cô chú anh chị mình có hiện tượng đó không, chứ mỗi lần em nhìn lên cái là ách xì. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Em mến chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương, ủng hộ, đóng góp chia sẻ, đóng góp ý kiến của em ha. Cô chú anh chị ơi, mà cả nhà nào mà điện thoại cho em không được đó, thì có thể nhắn tin cho em cả nhà, nhắn tin cho em và có thể là Zalo nhắn tin cho em không cô chú anh chị. Nhiều khi đang quay á, không có nghe điện thoại được cơ của cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.